Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ. Với 8 năm kinh nghiệm cung cấp các sản phẩm Hàn Quốc về Việt Nam thì Cora Shop 24 giờ luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ những nhà cung cấp uy tín nhất tại Hàn Quốc để mang tới tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm đảm bảo bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình bạn và hôm nay thì Ngọc Hòa sẽ giới thiệu với các bạn một dòng sản phẩm mà rất được ưa chuộng và nó rất có ích cho sức khỏe của mỗi người thân trong gia đình chúng ta, đó chính là nước hồng sâm Nhung Hiêu của Hàn Quốc. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy đây chính là hộp sản phẩm của chúng ta. Bên trong một hộp lớn như thế này thì sẽ gồm có 6 hộp nhỏ tất cả và tổng của nó sẽ là 30 gói. Vâng, như các bạn cũng đã thấy thì uh, nhân sâm chính là một loại thảo dược vô cùng quý của đất nước Hàn Quốc và ngày xưa thì nó chỉ được dùng cho vua chúa. Và trong nhân sâm Hàn Quốc thì có tới 32 loại saponin cùng với 25 loại axit amin rất cần thiết cho cơ thể để giúp phục hồi cơ thể cho chúng ta. Uh, còn nhung hiêu thì sao ạ? Nhung hiêu hay còn được gọi là lộc hiêu. Uh, và theo đông y thì nó là một trong những loại thảo dược vô cùng quý uh, của chúng ta. Và ngoài ra thì nhung hiêu còn được xếp vào danh sách của tứ đại thượng dược. Uh, nó được xếp sánh cùng với cả sâm, quế và phụ Nhung hiêu thì có vị ngọt và tính ôn, trong nhung hiêu thì có tới 25 loại axit amin cùng các hợp chất canxi khác rất cần thiết cho cơ thể. Và khi hai thành phần uh, tinh chất hồng sâm cùng với cả nhung hiêu kết hợp với nhau thì sẽ đem lại cho sức khỏe của chúng ta những kết quả như thế nào thì hãy cùng nghe Ngọc Hòa giới thiệu công dụng của nước hồng sâm nhung hiêu Hàn Quốc cho các bạn nghe nhé điều đầu tiên khi chúng ta sử dụng nước hồng sâm nhung hiêu của hàn quốc thì sẽ giúp chúng ta phục hồi cơ thể tăng cường sức đề kháng cho cơ thể giúp cơ thể chống lại được các tác nhân độc hại từ môi trường bên ngoài hay cũng từ các mầm bệnh từ môi trường bên ngoài trong nước hồng sâm nhung hiêu thì có thành phần táo đỏ giúp chúng ta bổ huyết dưỡng khí nên nó tăng cường tuần hoàn máu trong cơ thể giúp chúng ta giảm căng thẳng mệt mỏi lo lắng giúp cho cơ thể chúng ta có một uh, tinh thần thoải mái và an tâm Ngoài ra thì khi chúng ta sử dụng nước hồng sâm nhung hiêu nó sẽ kích thích hoạt động của tuyến yên hay là tuyến vỏ thượng thận và sản sinh protein huyết thanh nên điều trị được các chứng như là liệt dương hay xuất tinh sớm ở nam giới nên tăng cường sinh lực cho phái mạnh. À, đối với chị em phụ nữ khi chúng ta sử dụng uh, nước hồng sâm nhung hiêu thì nhờ sâm angeli có trong nước hồng sâm nhung hiêu với hoạt tính estrogen cao nên sẽ điều hòa được kinh nguyệt cũng như là giảm các uh, triệu chứng của bệnh tiền mãn kinh như là da sạm rụng tóc bốc hỏa và một số các vấn đề khác như là hóc môn sinh lý suy giảm dẫn đến lúc nào chúng ta cũng cảm giác mệt mỏi khó chịu và nó sẽ giúp cho chị em phụ nữ có một làn da sáng mịn hồng hào và giảm được chứng dụng tóc cho chúng ta rất là nhiều ngoài ra khi chúng ta sử dụng nước hồng sâm nhung hiêu thì nhờ các loại axit amin thiết yếu mà như ngọc hòa vừa nói thì nó sẽ tăng cường chức năng gan cũng như, như chức năng thận cho chúng ta giúp chúng ta giải độc gan làm mát gan và tăng cường chức năng gan giúp có một lá gan khỏe hơn Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng của nước hồng sâm nhung hiêu Hàn Quốc. Vậy chúng ta sẽ sử dụng nước hồng sâm nhung hiêu Hàn Quốc như thế nào? Cho đúng nhất thì sau đây hãy cùng nghe Ngọc Hoa hướng dẫn nhé. Đây chính là hộp sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu của chúng ta. Các bạn có thể nhìn thấy những củ nhân sâm kèm theo một chú hiêu đứng ở ngay, đợi in ngay phía bên ngoài của hộp và hộp sản phẩm nó sẽ được đổ màu từ nâu lên đến màu vàng. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy quy cách đóng gói của nước Hồng Sâm Nhung Hiêu Đấy là 30 gói và mỗi gói là 70ml Đây cũng là một trong những sản phẩm được tập đoàn Samsung bảo trợ Khi các bạn nhìn thấy uh, logo của tập đoàn Samsung ở đây Và nó còn có một tem nữa Tem High Quality tức là sản phẩm đạt được chất lượng cao uh, Phía bên cạnh của hộp thì các bạn có thể đọc được tất cả các thông số Với thành phần của hộp cũng như là uh, mã vạch để chúng ta có thể check được Và hạn sử dụng à, cách dùng sẽ là một ngày chúng ta uống 1 đến 2 gói mỗi gói là mỗi lần là chúng ta uống một gói vậy mặt bên này thì sao mặt bên này thì sẽ là các thành phần và um, cách sử dụng cũng như là liều dùng ở hướng dẫn bảo quản được dịch ra bằng tiếng anh ở dưới sẽ là các thông số về kỹ uh, các thông số về thành phần của một gói nước hồng xâm linh chi nhung hiêu bây giờ chúng ta sẽ cùng bóc hộp ra nhé các bạn có thể nhìn thấy này, hộp có quay sách rất là chắc chắn nên là nó là một sản phẩm thích hợp để chúng ta dùng để đem đi tặng đồng nghiệp cũng như hay là tặng cho nhân viên của mình rất là ý nghĩa. Đây. Hãy xem bên trong sẽ có bao nhiêu hộp nhé. Ở bên trong này chúng ta vẫn còn 3 hộp nữa. Vậy là tổng chúng ta có 6 hộp tất cả. Chúng ta cùng xem hộp bên trong nhé. À, mỗi một hộp nhỏ này thì sẽ có 5 gói và mỗi gói vẫn là 70 ml. Và hình ảnh của sản phẩm thì vẫn giống y hệt bao bì đựng bên ngoài. À, tất cả các bên. Rồi chúng ta sẽ cùng bóc ra. Đây các bạn có thể nhìn thấy gói nước hồng sâm linh nước hồng sâm nhung hiêu của chúng ta đây ạ. Vâng. Và chúng ta sẽ sử dụng như nào ạ? À, trước khi dùng thì chúng ta nên lắc đều này Và chúng ta hãy ngâm toàn bộ gói này vào một cốc nước ấm Để khi nào nước ấm ấm lên chúng ta uống sẽ tốt hơn Ở gói thì nó cũng có ghi rõ là hạn sử dụng Để chúng ta có thể nhận biết được à, sẽ cắt cái miệng của nó ra này và chúng ta uống trực tiếp luôn à, Một ngày thì chúng ta có thể uống 1 đến 2 gói Mỗi lần một gói à, nên uống vào buổi sáng Sau khi ăn sáng từ 30 đến 45 phút Uống xong thì chúng ta nên bảo quản các cái hộp nước hồng sâm nhung hiêu này ở nơi thoáng mát tránh ánh nắng mặt trời và những ai là phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú thì không nên sử dụng Vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng nước hồng sâm nhung hiêu Hàn Quốc. Với tiêu chí của chúng tôi, chất lượng là uy tín nên chúng tôi luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ nhà cung cấp uy tín nhất tại đất nước Hàn Quốc để đem tới tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm đảm bảo bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình bạn. Điều đó đã tạo nên uy tín của Cora Shop 24 giờ trên thị trường Việt Nam suốt 8 năm qua. Và với uy tín của Cora Shop 24 giờ thì chúng tôi luôn luôn có những chính sách và cam kết đồng hành cùng với khách hàng. Điều thứ nhất đấy là bạn sẽ nhận được hàng nhanh chóng. Nếu bạn đang ở nội thành Hà Nội, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng 24 giờ, tức là một ngày làm việc kể từ khi bạn đặt hàng. Nếu như bạn đang ở ngoại thành Hà Nội, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng từ 2 đến 4 ngày và tại siêu thị Hàn Quốc của Shop 24 giờ thì luôn luôn có đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm tận tình. Chúng tôi có thể tư vấn cho các bạn 24 trên 24, không chỉ là về sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu của Hàn Quốc mà còn về rất nhiều các sản phẩm khác của Hàn Quốc, cũng như về chế độ dinh dưỡng hay là chế độ tập luyện như thế nào cho phù hợp với sức khỏe cũng như công việc của bạn. Điều thứ ba đấy là Trước khi thanh toán tiền thì bạn hoàn toàn được phép kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán tiền. Điều thứ tư, đấy là Cora Shop 24 giờ luôn luôn cam kết cho khách hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận được hàng. Nếu như bạn bóc ra sử dụng và bạn phát hiện ra hàng của mình nhận được không đúng với những gì video mà Ngọc Hòa đang nói thì bạn hoàn toàn được phép hoàn trả cũng như bồi thường tiền ngay lập tức. Ngọc Hoa xin nhắc lại là trong vòng 7 ngày kể từ lúc bạn nhận được hàng, nếu như bạn bóc sản phẩm ra sử dụng và bạn thấy rằng nó không đúng với những gì video Ngọc Hoa đang nói thì bạn hoàn toàn được phép bồi thường cũng như hoàn trả hàng lại ngay lập tức vâng về làm thế nào mà các bạn có thể sở hữu trong mình một sản phẩm nước hồng sâm nhung hiệu của hàn quốc giúp chúng ta tăng cường sức đề kháng cũng như là cải thiện cơ thể một cách uh, rất là hoàn hảo thì ngọc hoa sẽ giới thiệu với các bạn ba cách sau đây cách thứ nhất là các bạn hãy gọi ngay theo số hotline 0979 149 256 Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn nghe toàn bộ về sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu của Hàn Quốc cũng như là về chế độ dinh dưỡng và tập luyện sao cho phù hợp nhất với cơ thể cũng như là sức khỏe và công việc của bạn hiện tại. Cách thứ hai các bạn hãy kéo xuống phần mô tả phía dưới video. Ở đó Ngọc Hoa có đặt một cái đường link và các bạn hãy kích vào đường link đó là các bạn có thể truy cập ngay vào website của

Vâng vậy là chỉ với 3 cách đơn giản vậy thôi là các bạn đã có trong tay mình sản phẩm nước hồng sâm Nhung Hiêu của Hàn Quốc rồi. Ngọc Hoa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Ngọc Hoa xin kính chúc cho bạn cùng toàn thể gia đình có thật nhiều sức khỏe và cuộc sống bình an. Để tìm hiểu thêm những thông tin về sản phẩm tại siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ. Các bạn hãy kích vào các video phía bên phải của Ngọc Hoa. Nhớ đừng quên ấn vào nút đăng ký phía bên dưới kèm theo quả chuông nhỏ để nhận được những thông báo mới nhất từ siêu thị Hàn Quốc của Shop 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Shop 24 giờ.